Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Sáng hôm nay mình tiếp tục đi thăm lưới gắn mấy bạn ơi. Bữa nay mình tiếp tục cũng đi một mình nha các bạn. Rồi nãy giờ mình lội cũng 7-8 ta lưới cũng chưa dính mấy bạn ơi. Mình đang ngồi đây nên giờ đi tới tay tiếp theo nha các bạn. Rồi, chỗ này là cũng chỗ quen thuộc nha các bạn. Tay này là mình bắt tính ra cũng 7-8 con gì nha mấy bạn. Tay lưới này, bờ này mình chỉ dăng có 1 tay một hả. Bữa nay có hơn 5 mấy đây thì chà, có hàng mấy bạn ơi, có hàng. Từ xa mình đã thấy một em hổ nón nha mấy bạn. Đây, hổ nón đã xuất hiện nha mấy bạn. Không gài lâu rồi, không có dính hổ nón nha mấy bạn. Con này cũng tạm tạm nha mấy bạn. Con này chắc cỡ được 700 gram mấy bạn ơi. Đây, ta cứ thôi, còn không được mấy bạn. Con này cỡ 6 chấm rồi mấy bạn. 6 chấm hơn 6 chấm chắc dám có 7 chấm mà thấy bự to quá nè. Đây, các bạn thấy con khúc lưới không đó, cái đài nằm dưới đó đó, lên tới đây tiếp tục. Tay này là 7 tắc nha bạn, 6 tắc đã không mấy bạn. Dân mình đi dân lưới bạn, mà mình đi lại chỗ ta lưới mà mình thấy con rắn nó nằm một đống, nó đã dữ lắm mấy bạn ơi. Như hồi đó thông thường thì mình mấy năm trước mình cắm câu, mà cắm câu thì rắn do mấy bà bạn hàng chê lắm mấy bạn ơi, ra mấy cô bạn hàng nói rắn có thẹo nhất rồi đó, nên mình chuyển qua dân lưới cũng mấy năm nay rồi. Dân lưới thì nó cũng có thẹo mà nó hạn chế hơn. Dùng mình thì bẫy lợp cũng được, vậy mà bẫy lợp nó quá trời, nó mắc lợp rồi, với cái chi phí nó cao lắm mấy bạn. Mình sử dụng lưới này là cái vốn nó rẻ nhất cơ mà. Theo như mấy lưới kiểu này nặng tay như gan như mình làm vậy, mấy bạn về mà mua lưới về làm nhà thì nó nằm có khoảng 2-3 ngàn tay à. Cho nên tỷ lệ mắc lưới hoặc là hao hụt nó không có tốn đỡ kể là nhiêu, dỗ lắm một năm như vậy cho mấy bạn dân 500-600 tay thì tốn 1 triệu ngoài tiền lưới rồi đó. Còn lợp mấy năm đó mình làm đây quá trời, nó khóa mấy bạn ơi, mắc dữ lắm, mắc lợp mà mắc cái tốn mấy chục ngàn, mà thăm đợt chết con chuột cái 4-5 ngàn, như chuột cái này 7-80 ngàn, 80-90 ngàn ký. Nên mình không có đặt một tàn làm bãi lưới, chuyển qua bãi lưới mấy năm nay mấy bạn ơi. Mà bãi lưới mình thấy hiệu quả lắm mấy bạn. Đây, bãi lưới nó dính nhiều con hơn nha mấy bạn. Còn mình đặt lợp nó dính hạn chế gắn quá. Còn bãi lưới thì gắn gì nó đi ngang cũng xa vào là dính hết nha bạn. Không phản con nào hết. Đây, các bạn thấy không? Những con gắn mà giống như kể mấy bạn nghe, mấy con gắn mà nó nhát lợp rồi mấy bạn đặt sao nó cũng không dính chứ. Tại mình có thử rồi mình biết. Nó né lợp hay sao mình không biết, mà mình thấy nó có con vịt đó đó mà mình đặt hoài nó không dính, mình đi mình gặp nó bò. Còn dân lưới này nếu mà mình bảo đảm bạn 100%, nếu mấy bạn gặp con gắn bò con vịt đó, mấy bạn gặp nó chắn giữa, mấy bạn chặn hai đầu ha, cỡ khoảng 2-3 tay gì đó ha. Mình hứa bảo bạn trong vòng một tuần 10 bữa nhất định nó phải dính nè. Mình đi đây mình không gặp con đó, còn mình gặp là mình chặn từ từ bắt được chân à. Nó đi tới lui là dính nè. Rồi, mình cũng xin tạm ngưng đây mấy bạn ơi, cũng không nói linh tinh thêm nữa, mình đi con mình nên mình phải tạm ngưng, mình gỡ nó ra. Rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình quay lại cho mấy bạn xem ha. Rồi. Rồi mình tiếp tục đi tới tay tiếp theo mấy bạn. Nhớ đây khung cảnh quen nữa ạ. Chỗ vuông cá mà cử trước mình có thăm dính con gắn lại mà gặp ông chú xịt lương đó mấy bạn. À, bữa nay nó nằm đây mấy bạn ơi mà nó không dính mấy bạn ơi. Đây. Lưới giăng mấy bạn nhìn thấy không thấy không? Vừa kế bên nhìn thấy không? Bởi nhìn khó thấy lắm, nhiều khi nó dính nó mại với cái khó thấy mấy bạn. Rồi đằng đây mình có con tay nữa ha. Đi tới tay tiếp theo luôn mấy bạn ơi. Nãy giờ thì thành quả của mình mới được có một con hổ nón nha các bạn, nãy mấy bạn cũng đã nhìn thấy rồi đó. Đây, con hổ nón được bằng bề lớn nha các bạn. Đó, đó, hổ nón này được chắc cỡ 600 gram mấy bạn ơi, 600 hơn 600 một chút. Còn hành trang của mình cũng y như cũ nha các bạn. Gói thuốc hút với dính nha các bạn. Cứ đem theo đựng mấy tay mà dính nó gắt quá đó, mình lấy trời trời con hung các bạn. Thôi, mình đi tới tay tiếp theo, dưới đây mình có con tay nè các bạn. Tay này từ lúc giăng rồi cũng chưa dính nữa. Ờ, bữa này dính nha các bạn, dính nè. Nè, đó, con lẻ to nha các bạn. Chuyến đây như bạn, mình chặn cái đường. Đấy, tại mình đón gắn ở trong bờ đó, đi ra đó mấy bạn. Mình dằn chặn đây nè. Chết hay gì nha các bạn ơi. Còn ngáp ngáp. Vừa chết. Cũng yếu rồi, gắn yếu rồi các bạn ơi. Rồi. Đây nha các bạn. Con này chắc cả nửa ký mấy bạn ơi, 400 gram nửa ký được. Còn lại thằng nhỏ chứ to nặng lắm nha. Quá quắn mà. Quá quắn đó. Còn nguyên me các bạn ơi. Thở. Quá trời quắn mà, quắn quá là mày chết đi con.
lưới này quắn là vô phương ra được đó, càng quắn là càng chết. Mấy bạn thấy cũng con tài lưới nằm từ đây đây cũng có 4 tắc đó mấy bạn, đơn giản vậy đó, quắn một đống mấy bạn thấy không. Rồi thôi giờ mình cũng xin gác máy tạm ngưng đây nha mấy bạn, mình gỡ nó ra rồi mình đi tới đây tiếp theo, nếu có dính mình bấm máy quay tiếp nha mấy bạn. Buồn quá mấy bạn ơi, nãy đằng đó có con tay mà nghe chăng chỗ đó không gài tay đó bắt 4-5 con ngựa rồi, máy gắn lãi nữa mà nãy đi lại nó có quẹn quằn rồi bị người ta cuốn rồi mấy bạn ơi, uổng quá. Cái này bị lưới tặc rồi mấy bạn, mình đi lại đó mà mình không quay cho mấy bạn xem tại do thấy buồn quá thôi, không quay chia buồn mấy bạn làm gì. Thôi giờ mình đi tới tay tiếp theo thôi mấy bạn, nãy giờ lội cũng cả chục tay nữa mà cũng chưa dính, đằng đầu này mình có con tay nữa mấy bạn. Chà, ở đây có quằn quằn coi chừng có dính, trời ơi dính nữa là ô khổ hành gì quá vậy kìa. Văn từ lúc chưa có tỏ mà giờ có nó mập tới vậy đó mấy bạn. Đây nó hồi nãy đằng đó còn con nữa đó mày, ăn quậy cũng đỡ lắm mà nhìn thấy cuốn ý là mình giấu gì đó mấy bạn, thấy gắn dính liệt vậy nè mà người ta còn nhìn thấy, thấy là thua bạn, thấy là con gậu. Bờ này hổng gà mình văn cũng 3-4 tay đậu đẳng đó nè, cái tay dính hổ ngựa là kế đây nè, cách đây mấy chục mét à, đẳng nó có người ta nên mình cũng không có nói lớn được nha mấy bạn, thông cảm nha tại có người. Ủa quá bạn ơi, nãy tay đó mình cũng dính hổ hằng và hổ ngựa đó. Tại cái chỗ láng quằn lớn lắm chứ không phải như gắn lãi thì nó ít hơn, lãi nó quậy không giữ hung, còn hổ hành với gắn hổ ngựa nó quậy dữ lắm. Bạn thấy đây không, quậy chống quằn này chiếc này ha, nghe hậu bự mà cũng hên bạn không chết. Con này cũng cỡ 6 chấm nha mấy bạn. Bữa nay có thành quả nữa đây mấy bạn, cỡ này mình cũng thông báo mấy bạn luôn, hổ hành bắt đầu đi lại đó nghe bạn, nó đi đây tới cỡ Noel đó rồi cái nó sẽ giảm, năm nay đi hơi sớm đó bạn, năm ngoái mình văn là tới gần tháng 10 nó mới hổ hành bắt đầu mới đi, còn năm nay gần tới tháng 10 thôi mà nó đi sớm hơn dự kiến nha các bạn, tại tiết trời nó hơi xe lạnh một chút nè nên nó đi mạnh rồi đó. Các bạn có 7 lợp hoặc 7 lưới là xuống được rồi đó, xuống đón chặn hổ hành này nữa là hết đó nha các bạn. Đây tới tháng Noel nữa là bắt đầu nó vô ủ đông hết rồi, mình khó bắt được nó lắm, bắt đầu tới mùa mưa năm sau nó mới đi tiếp. Còn hàng ngày nó có đi nữa, nó đi cũng yếu chiều rồi mấy bạn ơi. Rồi, thôi vậy mình cũng xin tạm ngưng máy ở đây để mình xử lý nó nha mấy bạn. Nè, các bạn thấy đã không? Rồi, thôi vậy mình tạm ngưng nha mấy bạn. Mình đi tới tay tiếp theo có dính nữa mình quay cho mấy bạn xem. Nãy giờ lỗ quá mệt mấy bạn ơi, nãy giờ cả chục tay mà nó không dính mấy bạn ơi. Tới đây mình ngồi nghỉ cái bạn. Đây còn bờ mình đi vô 5-6 tay nữa hết nha mấy bạn. Rồi giờ mình tạm thời mình đi lại tay gần đây nha mấy bạn. Ồ, có dính mấy bạn ơi, kìa mấy bạn thấy nặng bảnh không, trăm bụi mấy bạn. Đây một em gắt lãi to quá mấy bạn ơi, con này cỡ nửa ký ăn lên nha mấy bạn, bạn nhìn thấy chưa. Chết rồi mấy bạn, nắng quá chết rồi. Con này mới chết còn ăn được nha mấy bạn. Đây tay lưới mình đó mấy bạn thấy không, cái đại trên đó đó xuống tới đây nè, tay lưới này nó có 6 tắc nha mấy bạn. Cái chăng đây thì mấy ông chủ nhà ông đang đốn cây nè mấy bạn thấy không, đốn cây ông chắc lên tùm lum hết trơn. Đây nó đi mấy dứa nè, mình văng tay lưới là lâu rồi mấy bạn, nay nó mới chịu dính đó. Rồi chuột cắn luôn, quá cứng. Đây ăn nó đã hả, bá lại hết biết con lại bự mấy bạn ơi, coi luồng bụng xinh giờ nhằn éo đã không bạn. Đại ngọt thở nha, che nóng quá mấy bạn ơi, ngay đây nó trốn được tại bữa hổm có cái cây ở đây nè mấy bạn, mà bây giờ ông chủ đất ông đốn cái cây về nên nó chấm quá đó, nắng nó chết chứ con này đúng ra nó lú gan khúc gì cũng khó chết nó lắm, gắn mới dính nè, này gắn được nha bạn. Đây con này gắn được đuôi dài bự, mấy gắn được nó mạnh lắm mấy bạn ơi, thông thường gắn đực là nó mạnh gấp mấy lần con gắn cái đó mấy bạn. Dính con gắn đực là nó hay bị chết là do nó quậy quá chứ trời nắng đó mấy bạn. Tài lưới này chắc mình cũng phải cuốn luôn mấy bạn ơi, mấy bạn thấy chuột cắn nè, cắt đứt dây à.
dính con rắn rồi chuột nó lại nó cắn luôn nè, cắn đứt dây luôn. Dây của mình có bé lớn đây nghe bạn, đầy cộng có chút xíu gì nè nghe bạn, chứ cũng không cần làm dây bự mấy bạn ơi. Tại dính con rắn thông thường á mấy bạn biết sao không? Nó đâu có đứt dây chằng, ít khi nào đứt dây chằng lắm, trừ khi là nó đứt lưới đứt thôi à, chứ còn dây chằng nó nhùng nhằng nhằng ít đứt nên không, cũng không cần phải làm cọng to. Làm cọng cho thì mình tốn chi phí thêm chút vậy thôi chứ nó cũng không có gì. Đa số mình đây mình làm dây dừa chứ mình xài qua một năm vậy là lưới này nó bỏ dừa rồi. Chứ nếu như mấy bạn tiếc ha, để quan sát dăng dính mấy gắn bự đều thủng hết nha mấy bạn. Cho nên là lưới mình chỉ xài một mùa thôi, mình xài mùa mưa nắng là nó đã giòn rồi, mình thấy cứng vậy đó. Chứ quan sang năm mình đem ra mình dăng mưa nắng chừng tháng sau đầu là nó lột thủng, lúc cỡ mà gắn bự đi đó cái nó thủng mình tiếc lắm. Nên mấy bạn nhớ nha, dăng một năm rồi một mùa mình bỏ được rồi, đừng nên tiếc mà sau này nhiều khi là nó xảy gắn bự mình còn tiếc hơn đó nghe mấy bạn. Tại mình đây mình cũng từng bị rồi, tại do mình dăng nhiều năm mình cũng có một chút kinh nghiệm mấy bạn, mình dăng nó cũng bị hoài. Ý là nhầm con như mấy tay thủng được rồi đó, là đầu mùa mình dăng đó mấy bạn, cái chuột cắn cái mình đem về mình giá lại cái mình đem mình dăng lại nữa, mình đi mình đem thêm dặm ba lưới đó cho hết lưới cũ đó, để bỏ qua năm sau không bỏ mà rốt cuộc dính thủng, dính gắn bự là đầu nó gị thủng lưới chân các bạn, nên tiếc lắm. Thôi mình cũng tạm ngưng đây để bắt con gắn gan các bạn, không nói linh tinh nữa. Thì nãy giờ thì các bạn đã thấy đó, bữa nay nói chung chúng các bạn đi chưa hết lưới, mới có gần hết một luồng thôi đó, chứ mình có hai luồng nữa nha. Đây thành quả của mình đây đó, nãy giờ là mấy bạn cũng nhìn thấy rồi đó, nãy giờ là mình được ba, một con gắn lãi, con chết, một con sống, một con chết với một con hổ nón với một con hổ hành nha mấy bạn. Con này là con thứ tư nha mấy bạn, là chưa hết luồng lớn nha mấy bạn. Cái mình nhỏ mình đem về mát mà nắng quá, trời nắng quá, nhỏ mình đem vô mình xử lý nó đi rồi mình đi tới sau tiếp theo quay cho mấy bạn xem. Rồi, trả lại đường cũ luôn mọi người. Vô bọn con mình hơi khó này bạn thông cảm nha. Đây đem ra trong như bạn dễ thấy. Trời mệt mà gặp này nó mệt mới lại. Đây mình lội mệt vậy các bạn mà có dính cái mình thấy mình cũng khỏe lắm nè. Đó em đã ghê không, đây nè sướng đầy nữa nè, một túi nữa nè nghe các bạn, một ký mấy là 2 ký nữa đó mấy bạn ơi. Im nói chung bữa nay vậy, nếu đây tới cuối mà cái đà này kiểu vậy chắc hơi cái túi mình chẹt luôn các bạn, nếu mà chịu dính nữa. Mà gái này cũng hên xui mà nhiều khi vậy đó, chơi tới cuối thì nó không dính, mà nhiều khi tới cuối nó dính dữ hơn không chừng nữa, mình cũng không biết trước. Cũng hên xui nhờ bà cậu mình mà chờ cho sao ăn vậy thôi. Thôi mình cũng tạm ngưng đây nha mấy bạn, để mình xử lý gắn này rồi đi tới tay tiếp theo có dính nữa mình quay cho mấy bạn xem. Rồi nãy giờ mình thăm hết luồng lưới đầu trên nha mấy bạn, dính nữa mấy bạn cũng đã thấy rồi đó, được một con lãi, một con ngựa, hai con lãi chứ, một con sống, một con chết, một con gắn hổ ngựa với một con gắn hổ hành đây nha mấy bạn. Còn con chết hồi nãy mình đi ngang mình cho ông chủ đất luôn mấy bạn ơi, cho ông chủ ruộng nằm gần đó, tại mình đi về xa quá nhiều khi nó sình không ngon mấy bạn ơi, mình đi dọc đường mình cho. Bây giờ tiếp tục đi qua luồng mới nha mấy bạn, ở đầu này mình có tay đó mấy bạn, mình bỏ nó vô rồi. Rồi tiếp tục lên đường, ở đây mình có tay nha mấy bạn. Chà dính mấy bạn ơi, đây các bạn thấy mình dăng trong bụi xương rồng không? Đó, một con hổ hành quá đã mấy bạn ơi, rồi chết rồi mấy bạn ơi, uổng quá, con này mới chết cũng còn làm được, chưa đến đổi, quá uổng mấy bạn ơi. Mình đi hơi trễ, trời nắng quá nè nghe các bạn, nó chết nghe mấy bạn. Bên đó là trại của ông chú Hai Bệ, đợt mà ông mình có thăm tay lưới đó, ông đứng ở dưới mương ông dở dớn đó mấy bạn, đó cầu kỹ ngang xong đó mấy bạn ơi. Rồi giờ để mình xử lý gắn mấy bạn ơi. Quá ủng mấy bạn ơi, chết một hổ hành, con này cũng cỡ 6-7 chấm nha mấy bạn. To đó mấy bạn thấy không, tại chỗ này nắng quá nó hơi chói, khó quay một chút nha mấy bạn. Nhưng mình đi của mình lên mình quay nhiều khi nó hơi lắc mấy bạn thông cảm giùm ha. Ủng quá mấy bạn ơi, bữa nay chiến thầm bữa nay cũng trúng nữa nha mấy bạn. Cỡ này hổ hành xuất hiện nha mấy bạn, thông báo thẳng cấp mấy bạn luôn. Dính ngay cái đầu nè, đó, dính ngay đây quá trời xiết, mở nhổ hết cây đài luôn, xiết quá chịu không nổi.
ta lưới này mình, mấy bạn thấy người ta ban bắt hồng đó, đắt bên đó lúc trước là nó đâu có lục cục gì, có cỏ đâu nữa, cái mình văng chặn đây đón nó qua anh đây ăn. Cấp bây giờ người ta xế đắt rồi nữa mấy bạn, người ta đưa cu be người ta ấy đó mấy bạn, nguyên cái bờ bự đó bạn thấy không, đưa cu be người ta ban bằng hết rồi đó, cái nó tạt ra mép đây kiếm ăn mấy bạn. Bờ chấm quá cho nên người ta xịt cỏ chết chân, chấm quá nên nó khô chịu không nổi. Rồi mình tạm ngưng máy cái nha mấy bạn, rồi mình gỡ con rắn này ra rồi mình đi tới tay tiếp theo, nếu có dính mình quay lại cho mấy bạn xem ha. Giờ mình tạm ngưng mình xử lý con rắn này mấy bạn ơi, tiếc quá mấy bạn ơi, này con gì cắn nó nữa nè mấy bạn, bị bịt hay gì. Rồi thôi cho mình tạm ngưng đây mấy bạn ơi, quá mệt mấy bạn ơi, ngồi nghỉ mệt quá. Mấy bạn thấy chạy nắng không, nắng dữ dằn luôn mấy bạn ơi, nắng mà đổ lửa lội mà nãy giờ nó khúc này nãy giờ đâu cả chục tay gì không dính, quá trời nắng. Mình vô góc xài mình ngồi nghỉ nha các bạn, núp trong góc xài nè các bạn, đây gió mát quá mấy bạn ơi. Rồi nãy giờ mình cũng thành quả mình cũng được nhiều nè mấy bạn đó, đúng đớn nào rồi cả. Thành quả mình nãy giờ mấy bạn đã thấy ra được hai con lãi, một con hổ hành, hai con hổ hành chết một con, còn một con đây, một con này mấy bạn đó, đây một con hổ hành này nha, đây một con thằng nhỏ này, với một con rắn lãi chết hồi nãy nữa nha mấy bạn. Bạn thấy hổ hành đã thì ghê luôn, chết uổng bạn ơi, con này mới chết do mình lội không kịp mấy bạn. Con này nếu mình lội buổi sáng là còn sống nữa, thì ăn thấy còn dịu quạt, mình lội không kịp này chứ sáng sớm mình lên thăm là nó còn sống xiềng. Đây giờ này thì trễ nè mấy bạn, chưa rồi, giờ này cũng 11 giờ đó mấy bạn, tại mình gom đây mình đi có một luồng một á mấy bạn, cho nên nắng quá thì tới chưa chịu nổi. Chứ con này nó lú, nó dính khúc thuốc dưới đây nè, dính khúc này là còn lú cái đầu ra là nó không sống, nó không chết rồi đó, mà do nắng quá nó thở không nổi. Rồi nãy giờ vậy mà được hai con chết, con ngắn lãi nữa, mà nãy mình cho ông chủ ruộng rồi, còn đi khúc này mình không gặp ai, trên chắc này mình đem về nhà luôn mấy bạn ơi, chứ bỏ uổng lắm. Hổ hành mà đem về mình hầm tô canh tô đủ cũng được. Thôi bây giờ mình bỏ nó vô các bạn, bỏ vô mình tiếp tục đi tay tiếp theo các bạn ơi. Ở đây mình cũng có mấy tay lớn nữa nè. Rồi không nói dùng do nên mình đi tay kế đây các bạn. Tay này đặt rồi, hai bà cử trước có dính một con rắn nước à. Tay từ lúc văng giờ có dính một con rắn nước. Chà có hàng chết rồi các bạn ơi. Từ xa thấy nằm im ghe, thấy gầu con lãi hết to con bạn ơi, con lãi này 600g lại bự hết biết. Gắn lãi này cỡ gắn lãi nãy đó nghe mấy bạn, cỡ gắn lãi chết nãy đầu nằm đây hiu chết mà còn dưới này chuột nó cắn gì luôn, nó bu luôn mấy bạn ơi, chuột cái móc này mấy bạn thấy không, đây mà mình đi thăm trễ là chỉ là chuột nó móc nó cắn bằng chành gắn chứ cũng quá là. Rồi, con này chắc là bỏ luôn rồi mấy bạn ơi, chuột cắn chứ gì gùi được tửa là coi như không có xài được nha các bạn. Còn vụ mấy con nào mà cái như nó còn xài được thì mình lấy mình đi dọc đường, nhiều khi mình cho mấy ông chủ vườn, mấy ông chủ đất rồi nè, mấy bạn đi ngang đó mình tặng người ta, chứ còn đi em về tới nhà mình đi từ sáng mình tới 11, 12, 1 giờ đồ về tới nhà thì nó chết hư chân. Còn có con hổ hành nó đi nãy giờ không gặp ai, thôi chắc mình xách về luôn cũng gần tới nhà mấy bạn ơi, còn không có nhiều lớn nữa tới nhà. Thôi vậy mình tạm ngưng mình xử lý con rắn này nha mấy bạn, con này là trừ khi là nhổ dục xuống dưới nước để cho nó gã thôi, chứ còn ngoài ra mình khỏi gỡ, đụng vô nó thúi banh chà luôn. Rồi thôi vậy tạm ngưng đây mấy bạn, tới tay tiếp theo có dính mình quay lại mấy bạn xem tiếp. Rồi mình về gần tới nhà mấy bạn ơi, đó mình thấy nho nhà bên trong mấy bạn, rồi đó chạy gà mình thấy trắng trắng đó mấy bạn, rồi không dính nữa mấy bạn ơi. Bữa nay để mình thành quả của sau một chuyến đi thăm bẫy của mình luôn mấy bạn ơi, nãy giờ cũng được 6 con nha mấy bạn, 6 con, 2 con hổ ngựa, 2 con hổ hành, một em hổ ngựa, 3 con gắn lãi, mà nó chết hết 2 con gắn lãi rồi mấy bạn ơi, cho một con còn con bỏ, với còn con hổ hành đi không gặp ai trên, thôi mình đem về nhà mặn luôn mấy bạn ơi, bỏ uổng quá, hổ hành này còn ngon, bạn thấy còn dữ quạt không. Đó là thành quả bữa nay nha mấy bạn, phải đừng chết thì nó trúng to nữa rồi, nói chung là cỡ này mà như vậy là trúng rồi đó mấy bạn ơi, chứ không phải như đầu mùa đâu. Cả này nó đi một chặng này nữa là coi như là hết gắn này, nó ủ đông hết, mình hết bắt được nữa.
Rồi, rồi. Vậy mình cũng xin chào bạn mấy bạn ở clip này ha. Rồi bữa nay như sáu con trúng hơn cái chuyến cách đây bữa trước các bạn. Cái clip bữa trước đó là được 5 con, clip này được 6 con mấy bạn. Còn clip ngày hôm qua được như có 2-3 con gì à. Hôm qua đi thắt con cử. Cử này tính ra nó chết chứ phải nó không chết, cử này nhiều lắm mấy bạn. Cử này theo như cái túi này thì là cỡ 1 ký mấy nghe mấy bạn. Ký mấy với con này nữa là như ăn này chắc hơn 2 ký, hơn 2 ký với tặng bỏ một con với cho ông chú bọn con nữa. Là như mình còn đây được có 4 con à, như cử này 6 con, 3 chết 3 sống. Rồi thôi, vậy mình cũng xin kết thúc clip này ở đây ha. Nếu các bạn xem thấy vui hãy ủng hộ anh em mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ như các bạn, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nha các bạn. Rồi thôi, mình cũng máy bay mấy bạn đi, máy bay mấy bạn, hẹn gặp mấy bạn ở clip sau.